Vâng, xin chào bạn. Và đây là chiếc Galaxy A71 New. Tại sao nó lại có thêm cái hậu tố New thì trong cái video hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn. Lý do mà nó có thêm cái hậu tố New á là bởi vì thứ nhất, nó vẫn còn nguyên siêu đây, anh em có thể thấy là nó vẫn còn nguyên trinh nguyên siêu như thế này cơ mà. Lý do thứ hai là bởi vì đây là một cái phiên bản mới của dòng Galaxy A71 các bạn ạ, mà nó sẽ có cái tên màu sắc, có tên gọi sẽ là Cut Silver, hay là bên nhà Samsung Việt Nam dịch ra sẽ là Bạc Cut. Và bên cạnh đó thì Samsung sẽ bổ sung thêm một vài những cái tính năng mới dành cho cái cụm camera ở trên chiếc Galaxy A71 cũng như là cái phiên bản mới của chiếc Galaxy A51. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành rọc siêu cũng như là chia sẻ luôn cho anh em về những cái điểm đó. Quên mất, đó chính là hiện tại thì chiếc Galaxy A71 phiên bản mới này thì nó sẽ có mức giá giống hệt với cái phiên bản cũ nha các bạn. Mức giá niêm yết sẽ là 10.490.000. Tuy nhiên nếu anh em nào mà muốn mua chiếc máy này với mức giá chỉ khoảng tầm là 8 triệu đồng thôi thì có thể ghé qua hệ thống Savonet. Bởi vì Savonet bán chiếc Galaxy A71 bất kỳ một cái phiên bản màu nào thì nó cũng chỉ là 8 triệu thôi các bạn ạ. Quá là ngon đúng không các bạn? Link như thế nào thì mình sẽ đặt ở phần bình luận cũng như là phần mô tả của video ngày hôm nay nha. Rồi, chúng ta sẽ cùng mở cái hộp to ra thì sẽ có một cái hộp nhỏ, bên trong thì chúng ta sẽ có quay chọc SIM này, một cái ốp lưng dạng trong suốt cùng với sách hướng dẫn sử dụng này. Và đây là chiếc Galaxy A71 phiên bản bạc silver, các anh em đã gọi là bạc rồi còn silver gì nữa, gọi là bạc crush các bạn ạ. Còn về phụ kiện thì chúng ta vẫn có một cái adapter sạc với công suất sạc sẽ là 25W này, một cái tai nghe dạng in-ear cũng như là một cái sợi cáp C2C để hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W đến từ nhà Samsung. Và đây là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, chiếc Galaxy A71 phiên bản là bạc crush. Wow, thực sự mà nói thì khi mà chúng ta nhìn vào cái mặt lưng này thì với cá nhân mình cực kỳ là yêu thích, bởi vì các bạn thấy như thế nào, khi mà chúng ta nhìn vào đây thì đúng thiệt nó là màu bạc các bạn ạ. Và một cái điểm rất là hay đó chính là cái phiên bản này á, nó làm nhám, đâm ra là khi mà chúng ta sờ vào, mặc dù là cái mặt lưng này chỉ được hoàn thiện bằng nhựa thôi, nhưng mà khi cảm chạm vào thì nó rất mát, cũng như là làm cho mình có cái cảm giác là nó giống như kiểu là được thiết kế bằng nhôm á, nhìn vào rất đẹp, rất ấn tượng. Và đây là một trong những cái màu sắc mà mình yêu thích nhất ở trên cái chiếc Galaxy A71 cũng như là A51 luôn, rất ấn tượng. Và các bạn thấy là cái màu sắc này á, thì nó cũng đồng bộ luôn với cái phần khung viền, đâm ra là khi mà chúng ta nhìn vào á thì nó cực kỳ là đẹp và cực kỳ là ấn tượng. Và bên cạnh đó thì mặc dù là nếu mà chúng ta nhìn ở một góc 90 độ thì có vẻ như là sẽ không thấy được cái khả năng biến đổi màu một chút đúng không? Tuy nhiên khi mà các bạn nghiêng một tí xíu á thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có hai cái đường cắt chéo ở đây. Nó cũng giống như kiểu là những cái phiên bản khác á, chúng ta sẽ có hai cái đường cắt chéo. Nhưng mà so với là những cái phiên bản màu xanh thì chúng ta sẽ có những cái sọc sọc ở phía dưới như thế này, thì ở trên cái phiên bản màu trắng, màu bạc chứ, thì nó sẽ không có những điểm đó nha. Và với cá nhân mình thì anh em mà mua cái phiên bản màu bạc này, các bạn sẽ không nhất thiết phải mang ốp lưng, bởi vì nó sẽ hạn chế mồ hôi, dầu vân tay cũng như là bụi bẩn cực kỳ là tốt rồi. Cho nên là mang ốp lưng vào thì nó sẽ trở nên làm cho chiếc máy của chúng ta nó không thực sự ấn tượng cho lắm. Và đó cũng là những cái sự khác biệt giữa cái phiên bản màu bạc crush so với là những cái màu sắc khác. Còn khi mà các bạn chuyển sang về phần mặt trước thì nó cũng y hệt như vậy mà thôi. Chúng ta vẫn có kích thước màn hình là 6.7 inch với tấm nền là Super AMOLED và độ phân giải sẽ là Full HD cộng này. Vi xử lý thì vẫn là Snapdragon 730, chúng ta sẽ có 8GB RAM và 128GB bộ nhớ trong. Về viên pin thì vẫn là 4500mAh và hỗ trợ công nghệ sạc nhanh là 25W. Và thông số camera trước cũng như là camera sau thì nó cũng y hệt như những cái phiên bản khác mà thôi các bạn ạ. Chỉ có cái điểm khác biệt đó chính là khi mà các bạn vào trong phần giao diện camera thì bây giờ chúng ta sẽ có thêm một cái tính năng mới, đó chính là chụp một chạm, hay còn gọi có tên tiếng Anh khác là Single Touch. Đây là một cái tính năng mà Samsung đã áp dụng ở trên dòng Galaxy S20 series và bây giờ thì họ sẽ mang xuống ở những chiếc điện thoại có phân khúc giá thấp hơn. Và khi mà các bạn chuyển qua cái tính năng này, các bạn chụp xong thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái hình ảnh cũng như là video được chiếc Galaxy A71 này chụp lại. Và tính năng này thì cũng có ở trên cái phiên bản Galaxy A51 nha, chứ không phải là chỉ có riêng cái phiên bản A71 mới có nha các bạn. Đấy, chúng ta sẽ có rất là nhiều những điều thú vị. Nhưng có một lưu ý dành cho các bạn, đó chính là các bạn khi mà nhận máy về á thì các bạn sẽ cần cập nhật phần mềm nha, thì chúng ta mới có được cái tính năng này. Còn nếu mà các bạn không cập nhật phần mềm thì sẽ không thể thấy được cái tính năng này đâu. Và một cái tin vui dành cho anh em nào mà đang sử dụng những cái phiên bản màu sắc khác của chiếc Galaxy A71 á, là các bạn chỉ cần cập nhật phần mềm lên là nó cũng có luôn tính năng là single touch, chụp một chạm hay là chạm một chụp rồi các bạn ạ. Chứ không phải nhất thiết là cứ phải mua chiếc Galaxy A71 phiên bản bạc crush thì mới có đâu nha. Đây là một cái điểm mà mình nghĩ rằng là
dù là mới, dù là đây là một cái phiên bản mới nhưng mà nó cũng chả mới một chút nào cả. Nói chung là chỉ có cái phiên bản màu thì nó hơi mới một tí xíu mà thôi. Ok, như vậy thì mình đã hoàn thành xong cái video trên tay nhanh cho anh em về chiếc Galaxy A71 phiên bản bạc Curse. Các bạn suy nghĩ gì về cái phiên bản này và liệu các bạn có mua cái phiên bản màu bạc này hay không? Thì đừng quên để lại ý kiến ở phần bình luận của video ngày hôm nay. Còn nếu xem đến đây rồi mà cảm thấy video hữu ích thì các bạn đừng quên để lại một like, share cũng như là subscribe cũng như là nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất từ channel của mình. Còn bây giờ thì bye.